Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ đi quay anh em bắt cá nhá, tháo ao nhá. Xem ạ, quay tháo ao nhá, lấy cá về nướng nhá. Đây anh em ạ, tháo gần cạn, lấy được cá. Đấy, chào cả nhà nhá, hôm nay mình sẽ quay. Đấy. Đấy, đang bắt cá đấy, mình đi xem lấy mấy con về để nướng. Đây ao đây, bắt cá, bắt xong ở trong kia mình đi xem đấy. Đợi mình lấy mấy con đi nướng, lấy mấy con đi nướng nha. Đây cho lên đấy. Ở tập ra bỏ bình rồi không? Có ông bác tháo ao có con cá con anh em mình không có tận hưởng biết thế nào à? Đi đi nướng nha em nhá. Làm hai món nha. À, qua bác Trang ấy, to nhất rồi là. Thái ơi, Thái ơi. Lấy một đi đi thả ao khác. Ừ. Còn bạn này có. Chuyển ao rồi. Chuyển ao. Đây bắt đầu mình lấy thế mấy con này đi xem để lớn ở trên kia nha. Con này là cá ao mấy năm rồi nhưng mà mới lớn bằng này. Đây lấy về cho nhà này nè. Đấy, lấy về nướng. Đây. Nè. Con này cũng nhỏ nhỏ. Con cá. À, kiểu con cá. Ấy. Nướng kiểu này thôi. Anh em thấy chưa? Lá chuối nhá. Cá nướng lá chuối nhá. Ừ. Ngon chưa? Nè. Làm lò đốt lửa là cuốn vào là xong. Hey trời ơi, đang còn ta thấy không? Còn bên này lấy về trao cái nhiều nha, cuốn vào hết nha, cuốn hết. Anh ấy nướng ba con nhưng mà khả năng nướng ba con hay hơn rồi. Chơi bài như khu miền Trung, chơi giống Tây Nguyên nhé, hay thì thử cái xem có ngon không. Đi đi nhé, anh nghĩ là lấy một ao nhỏ quá, nó nghĩ lấy một hai con về để làm tiết canh cá, nhưng mà cái ao cá nhỏ quá, lửa đã cháy anh em ạ, quyết định nướng cá nhỏ nướng rồi. Hay giờ. Hay. Hay không? Xem có ngon không? Món này. Ôi ôi. Ui. Lửa to quá bà. Lửa nhỏ nhỏ mới được à, to quá bà. Tí xem anh em nhá. Xem như nào nhá. Đây. Em xem. Chơi bài nướng. Ý rồi ôi. Đẹp quá. Em nhìn thấy không? Hơi vàng vàng quá. Vàng nhanh lắm kìa. Đấy. Quấn chặt vào. Quấn lượt nữa. Đây anh em. Chỉ quấn chưa chín đâu. Khả năng cho lượt lá chuối nữa. Quấn lượt nữa. Cái này cháy hết. Hơi vàng vàng rồi nhưng mà chưa được. Cháy cái da một tí mình cạo đi. Không sợ đâu. Đây. Món này cân lượng. Lục thi. Mình mới trao anh em. Đấy. Chào. À. Và hai con này lại lấy về nướng kiểu khác. Cũng món nướng nhưng nướng, nướng kiểu khác nha anh em nhé. Để cho một ít gia vị xuống. Muối mắm chiên xuống hết. Mẹ hạt tiêu mày. Chương cái miệng này. Mẹ cho gia vị xuống nha. Chào nha. Chủ nhà còn làm lại thêm món này nữa. Anh đàn em. Thế tính đi tính lại cũng có mấy món này. Đi tháo ao, đủ ao cho mỗi con cá về nướng. Đây cá nướng hai con kia đã chín rồi anh em nhé. Hai con kia nhìn đây đen như này thôi nhưng mà ngon lắm. Mình sẽ cạo cái vảy đi, nó mới trắng. Đây còn món chảo đây, chảo lên chảo ấy, rồi phi chảo. Có hai món nướng nha,
phần mắm đấy là hai con kia nướng lá chuối. Còn hai con này là cho cái kẹp kia nướng than. Hai con này là nướng lá chuối làm bia luôn, ngon thơm lắm. Đây là gia vị cho nướng than, đã nướng than, ta cho kẹp hai con này nướng than. Mắm mình lâu đi, xuống ướt cay một tí nữa. Đây gia vị vừa vào cá kẹp và nướng. Alo anh à? Các bạn học tiếng Nhật này. Cho các vị khảo nghiệm như thế này. Và là nướng nhật. Thán rồi. Đây hai con đây là một nướng than. Hai con này là hai con nướng than. Mì chao thứ hai. Mì chao thứ nhất đã. Rồi đây. Đã được. Được con mẹ rồi. Đây. Được con mẹ anh em ạ. Mẹ đây là mẹ. Tiếp sau đầu tiên đây đây còn đây là cá mè để tí làm canh nước măng chua. Bố nè. 5 con nữa. Bố đâu rồi? Đây 5 con này nè. 5 con làm canh nước măng chua sao nhiều quá. Đây mẹ đây, ít rồi vàng khe. Đây nướng lại. Anh vừa nướng vừa quay nha em ấy ạ. Chờ anh em nha. Có cháu nó đi về lấy than này. Vừa muốn lấy cái than. Thứ ít than. Thứ ít than nó nướng của hai. Này chú muốn lại thay chao. Món này là món mấy em bằng lên nó chép mà. Đấy, món thứ hai chào xong nhá anh em nhá. Bây giờ sẽ tiếp tục món đấy. Mày chào nhá, lại mày chào. Cá mè. Mày chào. Nấu canh măng à, măng chua. Cứ mày chào đấy. Làm chắc canh không, nha, canh chắc không canh măng ngon thế cho anh muốn. Chào tí em cho nước măng chua xuống. Vâng, anh cứ mất tiền anh em cứ biết làm cho anh đi bước. Hiền nhớ. Nước măng chua đây rồi, đặt bát đây rồi. Bắt có cái nước mắm chua đây này ạ. Tí cho chua. Đây là mắm chua để đắng lên. Để phải vang lại đi. Nằm trên người, để ăn tành người thì có tầm phần lấy hai phần này. Cá nhỏ. Thì còn kia nó lấy cho. Vàng vào một tí cho đủ nước mắm chua xuống này nha. Nhưng mà vẫn chín anh em ạ. Vừa vào vào một tí rồi. Tí cho mỡ xuống, mỡ lên. Vừa vào con cá nhé, ngồi. Đây. Đây là xào măng chua nhé. Hai con này xào măng chua. Chua ngọt ơi là ngọt. Còn nướng đây. Kia là chao. Cá rô phi chao. Hai con này mới thơm ấy. Hai con này nướng lá chuối. Còn hai con kia nướng than. Ý, hai con kia ngon thế vàng thế. Hai con đẹp nhất. Đây anh em. Hai con nướng đây, quá đẹp. Con cá đẹp to thế. Đây là nấu canh nhá. Cái măng chua nhá anh em nhá. Lấy cá. Và nấu canh măng chua. Cá mè, okay, hai con này là cá chép, hai con nướng nướng than là cá chép, hai con nướng lá chuối cũng cá chép, hai con xào canh măng này lại cá mè, chao này là rô phi, đâu ạ? Đây mình lại chuẩn bị chiến đấu, lại ăn tiếp tục, đấy, mời cả nhà mấy anh em ăn lại. Hay à, thưởng thức món cá nướng nhá. Vâng. Cùng đội mình nhá. Cùng canh này ngon chưa? Rồi, ngon lắm.
Tiêm mình ngon nhỉ. Ừ. Tí đã mời anh em nhé. Ngon thôi. Thôi ô, sao đâu? Không ai anh uống bia là cho anh quá đấy nhỉ. Kém miếng tương nào. Kém miếng. Là ngắm tiêm nào. Em cho anh Trang một cốc bia để giải khát ạ. Uống bia đi, rót đi. Anh à. Tao về mang thịt nhỉ. Đây chúng mút ta mời em ăn đi. Mời anh Trình nhá. Trình thì cả nhà nhá. Ở đâu? Rồi luôn. Bây giờ Trình chủ ao thứ 21. Hôm nay là đầu tư cho mấy anh em. Chủ thôi là. Bố bố. Thích cái này xem. Ngon không? Rất là ngon. Lấy về làm gì nhiêu? Tất cả anh em xin tham một thứ mà đã. Đấy. 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 Chúng ta bắt đầu. Đấy. Chấm. Nước chấm. Chấm siêu cay đi. Mời em nhá. Đấy. Mời tất cả anh em. Mời. Mời chưa? Xin tới đi. Quách. Xin mời nhá. Xin mời tất cả anh em nhá. Ok. Lắc bình phê em mò. Chúc mừng nhà đầu tư La Siêu. Ngon miệng. Rồi hay quá. Nhà đầu tư La Siêu. Anh em nhá. Ai đầu tư mình cứ ăn thôi mà không có gì đâu. Anh em cười mình cứ chơi thôi. Sọng nhá. Mình đi cái gì? Vẫn anh em mình đuổi mình hết rồi. Gương mặt lấy vào đây. Thân quen. Mấy năm sau cốc mà chơi lên lửa. Mình cũng làm tí. Nè, vào chơi. Thưa đi lấy cho cái cốc đi. Ây da, mời cả nhà mời anh em nhá. Rượu bia có hết. Mình bia, làm cốc bia. Đang làm bếp nóng quá. Đây, rượu mấy lá đây. Rượu. Chạy tìm mãi. Bạn này người mới uống được một tí đây á. Cũng có một chai nữa mà. Chai nữa đây là. Anh em cái gì? Anh em cái gì đây? Chả rượu. Đây chả mấy lá. Anh em mình nhờ. Kêu mấy mấy lá. Ê, chai kia. Trong vé. Hai chai. Nhiều quá. Anh đi ăn món nướng kia ngon không? Ngon rồi. Ngon rồi. Quá ngon miệng. Cho anh một tí xem. Chai kia. Đồ đây bạn lấy cho. Ờ. Bắt cơm đây. Rồi. Chú cá. Này, cá này không có xương được. Nghe em. 10 chú cá đi. Mấy bố với chú ơi. Ờ. Chú cá đi. Chú cá bắt tấm này dĩa rồi. Tấm này hết cái lại tấm 5 này. Bắt chấm rồi. Được rồi rồi. Chấm này nhá. Cái kia là nước măng. Nước măng ngon. Chú 10 nhá. 10 chú cá nhá. Được cả nhà nhá. Hôm qua lại hôm nay lại gặp nhau rồi. Ngon. Hôm nay lại tiếp tục rồi. Hôm qua hôm nay lại nhà nhá. Ngon. Qua đi hôm nay ở nhà. Ờ. Mùi tất cả anh em thơm nhá. Cái này bắt cái này. Cái điểm cái thắng. Ngon không? Bia mát nhỉ? Bia mát. Bia mát. Vào bếp vừa ra nóng. Ông chủ quay cũng phải thưởng thức đi. Làm rồi à? Lại phim ấy. Đang chơi rồi. Vẫn ăn mà. Đầu tư cho món này em hôm nay là quá ngon miệng rồi. Cảm ơn chị. Mà vậy. Đấy. Cảm ơn chị. 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 Mà vậy. Cái ao ở đấy nhá, ao ngay dưới này nha anh em nhá. Đây. Đấy. Ao ngay dưới này. Lên trên nhà chơi luôn. Ừ. Hết chú cá. Ừ, cá mà. Trời ơi, anh em nhá. 10 anh em nhá. 50 chú cá với các bác kia. Nhà đầu tư. Nhà đầu tư. Nắm chàng quay nên no ạ. Chưa một miếng cá xem ngon lắm. Chú hết kì nó. Chú đầu tư bia. Đúng rồi. Anh đầu tư bia. Rồi nghe. Đây. Đấy. Chấm chưa? Chấm chưa? Chấm rồi. 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 Cả nguyên con kia mới ngon. Nguyên con nhá. Cá ao lâu năm. Nuôi 3 năm mới to bằng này anh em ạ. Nên là cá này ngon lắm đấy. Nuôi 3 năm mới thành thịt.
là ngon lắm đấy. 3 năm mới đến 1 kỳ đấy. Đấy. Cái này kẹp luôn mà. Cái này pia vào, vào rồi. Con này ngon rồi. Và với chú Mút nhà tài trợ cái. Chúc mừng nhà tài trợ nhá. Anh Tân nhá. Chú Mút gì, chú Mút gì. Nào chúc mừng anh nhá. Mút gì. Chúc mừng nhà tài trợ. Cho em ăn. Anh em bị uống hết nhá. Cốc này. Chúc gia đình anh là siêu anh nhà có miệng. Tất cả mọi người có miệng. Cứ mấy người cứ chung nhau nhá. Đi rồi. Ai dạ, được rồi. Hết rồi. Mà mấy em đâu bếp à. Hết rồi hết. Ừ. Ôi giời hết rồi. Đây. Tay cắm tay. À đẹp quá đẹp quá. Ơi. 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 Bây giờ mình chín cái chậu. Hết rồi. Ôi, hết rồi nhá. Hết rồi. Rượu mẹ. Ai ơi, hết rồi đấy mẹ. Để đó, cứ bốc khổ mừng nào nó mừng về đó. Để đó, bớt cho để đó. Năm lần chế hết. Cái đi là để này. Mừng hoa mà bố tắm chưa bây giờ. Ui, tắm chưa ra mà này á. Nhiều món quá. Xem có bao nhiêu người nhỉ? 1, 2, 3, 4, 2, 8 anh em. Đồ vâm nhá. Cắt đây. Đồ có cái ổ lạnh này đây. Cái này. Cá rô phi chao đấy, ngon. Quá ngon, giòn. Giòn. Cá ao cái này là ngon hơn cá mùi. Cái này ngon hơn. Nè, với mừng cái này hắc ăn không kia khẩu cưng ăn. Nè, hắc ăn cưng nồng mì với cưng cạnh như thế. Nè, video đây, có nhiều, có tí mấy nghe không biết. Nhiều chi tế rồi coi. Bia, nhiều. Vừa là cá nướng vừa đến. Con đứng hẳn đâu. Vừa đến rồi. Vừa đến nó chỉ vừa tới nữa. Ăn cùng em mình. Cái ơi, bạn này cứ chọ lắm. Mà có đi phó giám đốc của tao. Ôi đúng tao tiền là tọng mà mớ. Ê giời ơi. Trời ơi, trời cả cũng hiểu rồi. Rồi chúng có gì mà tọng. Ê chủ. Ê chủ cá. Ê. Chủ nhà cái nhỉ? Anh em ơi. Tao cho. Tao cho. Ok đợi mình cho một cái đi. Ôi nó khởi bắn rồi. Bà rồi. Bà vô đây. Để lấy một đĩa đá nha. Rồi đúng đây. Ê. Ê. Hay quá. Không chịu cất vay luôn. Ai giờ, đấy biết nói cả tiếng tiếng bà đi. Tiếng dân tộc. Chào ấy giờ. Hết mà. Hết đi. Tiếng gì ghê. Chào lên tiếng vui. Chào luôn đi. Kết thúc cuộc trang để đây nhá. Các anh em video lần sau nhé. Tạm biệt anh em nhé. Mong anh em ủng hộ cho kênh của Lương Tuân Vlog nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video lần sau. Bye bye. Ô tưởng nhà nó. Thôi. Anh em nhớ theo dõi nhá. Nhiều video lắm. Bye bye. Chào. Tạm biệt.